đá banh với bơi lội chị. Nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có gọn lắm á. Đang nghỉ dịch lâu á. Đang nghỉ dịch lâu á. Nghỉ dịch hả trời ơi. Hiện tại thì có hai mối tình chính thức. Hiện tại đang có hai mối tình luôn hả? Dạ em thì trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi, trời ơi, cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai. Xin mời nhà gái. Trời ơi, dễ thương quá. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Con tên Phan Hoàng Minh, năm nay 29 tuổi. Hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Minh làm gì Minh? Dạ, con đang làm nhân viên giao nhận hàng hóa. À, bây giờ mình tới với bạn nữ nè. Chào chị Ngọc Lan, dạ con chào chú Quyền Linh. Con chào tất cả khán giả có mặt tại trường quay. Dạ con tên là Cẩm Tiên. Dạ con năm nay 23 tuổi và con làm nhân viên bán hàng, con làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Cẩm Tiên cho nhà trai biết một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ điểm mạnh của em á là là gì? Dạ điểm mạnh của em rung quá. Thôi về nhà trai giới thiệu trước đi. Điểm mạnh điểm yếu là mình là gì, giới thiệu cho nhà gái nghe nè. Điểm mạnh của con là biết chơi thể thao, biết nấu ăn, không hút thuốc, biết chơi thể thao được hai môn. Hai môn luôn? Môn gì nè? Đá banh với bơi lội chị. Nhưng mà chơi thể thao mà nó cũng chưa có gọn lắm á. Đang nghỉ dịch lâu á. Đang nghỉ dịch lâu á. Nghỉ dịch hả trời ơi. Hàng chi nó cũng chưa gọn lắm. Thật ra giờ con phải tập cho nó gọn xíu nữa. Ủa bên đó không có được gọn hả? Nó cũng gọn chắc nhưng mà nó cũng có nơi cũng chưa gọn lắm. Rồi điểm yếu là gì? Trong công việc thì nó hơi cứng đầu đấy. Nhiều lúc bạn bè khuyên thì phải một hai lần mới nghe, chứ khuyên một lần chưa nghe đâu. Trời đất ơi, nhiều khi bạn bè khuyên đúng phải nghe nha. Dạ. Cái đó thì tiếp thu hơi chậm. Hơi chậm ha. Sẽ nghe. Mời nhà gái. Dạ. Cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, tận tụy trong công việc. Với lại em không có thích tọc mạch mà bới móc về chuyện đời tư của những người khác á. Còn điểm yếu thì em hơi ít nói, trầm tính, đôi khi mình không có biết cách chia sẻ cái cảm xúc của mình. Anh có mấy mối tình rồi Minh? Hiện tại thì có hai mối tình chính thức. Hiện tại đang có hai mối tình luôn hả? Đã trước đó. Cái hiện tại giật mình, mối dài nhất nhiêu, ngắn nhất nhiêu? Hai cái đồng năm. Bạn nữ về quê làm, không có ở thành phố nữa. Kêu về chung mà không có được. À, kêu về chung mà mình không về đúng không? Không lẽ hai bạn kêu về chung luôn hả? Trời đất. Vậy bạn nữ nãy ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Anh đâu có kêu về chung không sao. Rồi bây giờ mình nghe tình trường của bạn nữ nè. Dạ em thì trước giờ em chưa có mối tình nào hết. Trời ơi. Trời ơi, cô gái của tôi còn trong trắng lắm nha. Để tôi qua đây tôi coi. Ở đây thật ra yêu cũng chưa có nhiều, yêu chút chút thôi cũng dạ, không có nhiều kinh nghiệm em đâu. Không có gọn đều. Ôi, nhưng mà dễ thương lắm nha. Vậy thì bây giờ mình có một cái nhu cầu về cái người bạn gái sắp tới của mình là như thế nào không? Em thì chỉ cần hiền ngoan, có hiền biết ngoan. Chút lại nấu ăn là được, tại vì nấu ăn em lo được. À, vậy được đó. Bên kia người ta chưa có mối tình nào hết trơn, người ta không có kinh nghiệm đó. Có gì em chị? Được rồi. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Rồi, chào con gái. Định chừng nào có người yêu? Dạ, thì khi nào mà có gặp người được người hợp ý thì con mới có người yêu chứ. Người hợp ý là sao, nói chú biết được không? Ảnh là vui vẻ, hòa đồng, tại vì con hơi ít nói rồi. Thì con muốn ảnh nói nhiều, nhiều khi để chọc cho con cười này nọ. Không, người kia khỏi cần chọc con cũng cười nữa. Dạ chứ. Một ít hút thuốc, rồi ít nhậu nhẹ. Bên kia không có gì chân luôn, không có thuốc, không nhậu luôn. Tốt bụng, hiền lành. Bụng là tốt rồi đó, yên tâm. Chú biết bụng mình đó là tốt rồi, không có lo gì hết á. Dạ. Khoảng chừng nào thì con sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn? Thì mẹ con cũng hay nói là chơi cho đã đi, rồi tới 25, 26 thì mình kết hôn. 2-3 năm nữa. Bên đây 29, sao mà mối thấy được ha? Thấy chịu. Chịu ha, chịu. Tôi thấy tôi cũng được á. Nhưng mà không biết là người thân như thế nào đó. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi đi. Cưng đi với ai? Dạ đi với mẹ với chị. Nói chung là tùy các cháu thôi. Bây giờ muốn trong năm nay cũng được, và muốn hẹn hò theo ý cháu vài ba năm nữa, thì nếu mà Minh nó chịu được thì theo ý nó luôn. Dạ nó có phải làm dâu không?
Trời ơi, chị rất là thoải mái lắm, không có bắt làm dâu. Về muốn làm dâu thì làm dâu, mà muốn xin ở riêng là cho liền, chấp nhận liền. Yeah. Và khi ra riêng thì sẽ cho một số vốn để làm ăn, tự con muốn làm gì làm. Mẹ chỉ cho giúp con một cái khởi đầu, bước đầu vậy thôi. Quá tuyệt vời. Mẹ chồng tuyệt vời luôn rồi. Yeah. Cô vậy cô mong muốn có người con dâu như thế nào cô? Muốn có con dâu à, biết lễ phép, ngoan hiền, biết người trên kẻ dưới, cũng như là mình về làm dâu ở trong gia đình á, mình đi ra ngoài mình đi làm á, mình gặp lối xóm như ông bà hoặc là cô chú bác anh chị, mình chỉ cần gật đầu mình chào người ta một cái thôi là được rồi. Còn đi về không phải lo cơm nước gì, ví dụ như mẹ ở nhà thì mẹ lo hết, về con có cái gì phụ mẹ làm được cái gì thì làm, ngọc nạc mẹ làm hết. Cảm ơn cô mẹ chồng tương lai của ai đó. Dạ con cảm ơn cô, cảm ơn chị. Được ha. Em cảm ơn anh. Vậy là được con hả? Thấy khỏe rồi ha. Dạ. Nếu mà hai đứa mà được đến nhau thì bà mẹ chồng là số 1 rồi ha. Dạ. Giờ mình hỏi ý kiến nhà gái nè. Tôi lộn chị ở chỗ. Dạ em đi với mẹ. Sao mình thấy con rể tương lai đó được không? Thấy cũng vui vẻ. Vui vẻ. Thấy cũng được hiền. Nhờ bên chàng rể này nè bỏ bọc con gái mình. Rồi hai bà xui cũng hiền ha. Hiền khô à. Bây giờ nhà trai mình nói một câu gì với nhà gái. Nói chung nếu mà cháu nó có đủ duyên phận của nó mà thành đôi thành cặp đó, thì em cũng xin hứa là sẽ bao bọc cháu như con của mình vậy đó, như con gái của mình vậy đó. Dạ cũng cảm ơn cô. Quá đã quá đất luôn nội. Mình bị hạnh phúc lây á. Đúng rồi. Thôi bây giờ mình mở rào cho hai đứa trẻ nó mở rào. Tiến tới luôn mình. Chào em, anh có món quà nhỏ nhỏ muốn tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Bồng hoa rất là xinh. Em thì em cũng có một món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Đó, lần đầu tiên mình gặp gỡ mình cảm nhận đối phương như thế nào? Con thì thấy em nó dễ thương, nhỏ nhắn, hợp với cái mẫu người của con. Hợp quá ha. Thì em cũng thấy anh tròn, dễ thương. Thì giống gấu bọc tí. Em thì cũng thích những người tròn tròn thì có cảm giác là ấm áp vậy đó. Dạ. Thôi ôm không vừa đó. Đâu đứng lại gần coi. Đâu anh ôm cao thử mấy vòng mấy? Với nó, ôm thử vòng với ôm cái anh 1m7. Em có 1m5 nha. 1m5 cũng hợp, đâu đứng sát bên coi. Đâu mình thử choàng cái tay qua bụng coi có nó hợp ấm áp không? Chắc hợp được. Hai tay luôn. Lấy cái tay kia ra mình. Chắc lấy cái tay kia ra. Chắc cũng được. Đúng rồi đó, rồi thử lại coi. Thử vậy lại giống coi. Như mình ngồi xe vậy đó. Đó, ừ đó, rồi để nguyên trình hình vòng. Chưa, để y nguyên, làm lại mình đưa tay lên. Đúng rồi, ta thử vòng đó, rồi giữ nguyên. Chụp tấm hình lưu niệm. Rồi, được. Em thì em không có biết nấu ăn nhiều. Em chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi. Thì anh có biết nấu ăn không? Từ đơn giản đến phức tạp anh làm được hết. Em hiện tại giờ đang ở quận mấy? Em đang ở Bình Chánh. Bình Chánh. Còn anh ở quận mấy? Anh bên Gò Vấp. À Gò Vấp thì cũng hơi xa. Nhưng mà không sao, nó đi giao liên quận mà. Lần này về nó nhận giao Bình Chánh không? Chắc đăng ký bụng nó luôn. Đăng ký bụng nó luôn đó con. Được á. Công việc của mình là giờ hành chánh luôn hay sao? Dạ, công việc của em thì làm giờ hành chánh. Từ tới 5 giờ là em nghỉ rồi. Anh thì rảnh, đa số là rảnh buổi tối. Thì em cũng rảnh buổi tối. Tiện đường thì ghé. Dạ, thì anh có thể ráng ghé nhà em chơi. Không tiện cũng ghé. Tình yêu mà đang cua nữa. Nhiệt tình lên, không tiện cũng ghé. Mình tiến tới đi. Hai đứa nắm tay nhìn thẳng mắt nhau đi. Hai tao không phải bắt tay. Dễ thương quá, bé này thấy cưng quá. Muốn rụng tim. Muốn rụng tim luôn hả? Vậy nó vừa được rồi đó. Con thấy con nắm tay bạn trai á, con thấy sao, con thích không? Dạ thì con vì con run quá, con cũng không nói gì được. Nhưng mà có cảm xúc gì với người đối diện không? Thì cũng có ấn tượng tốt như đầu tiên với anh. À dạ mình... Dạ anh cũng hiền, vui vẻ. Có phải là người phù hợp với con không?
Dạ không phải. Mình hát bài nào đó tặng cho bạn gái đi. Giờ anh có nhớ khúc nào hát đó? Đúng rồi, nhớ khúc nào con hát khúc đó. Con hát cháu lên 3 lên 4 cũng được. Khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai, anh mong bước chân em về trong nắng mai. Đừng mang bóng đêm vô tình để vây kín trong tâm hồn. Hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Nhà gái suy nghĩ cho nó kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là bấm vào cái nút đó. Dạ. Bấm vào nút đó, bấm cái nút để xin phép người lớn cho mình hẹn hò với nhau. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Rồi bây giờ hai đứa chính thức hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Đó đẹp lắm á. Xin phép bác cho tụi con hẹn hò với nhau, con hứa cái gì đó. Xin phép bác cho con được hẹn hò với em. Nếu mà được cưới em và làm vợ thì con sẽ một lòng một dạ với em, chăm sóc em đến suốt đời. Cũng vui đó, nhưng mà hy vọng lời nói của cháu là bằng tấm lòng, bằng sự thật nha, để chở che cho con gái của bác. Nói chuyện với bác vài câu đi. Dạ, con chào bác. Con thì con có ít nói, con không biết nói gì á. Thì con cũng hứa với bác là mai mốt con nếu mà có về làm dâu cho bác á thì con sẽ hiếu thuận, đối xử tốt với chị em trong nhà. Không có gì bằng cả. À, bây giờ hai đứa ôm nhau một cái thôi. Ôm chặt nhau bây giờ đó. Đó, đứng yên nguyên, chụp tấm hình. Trời ơi, nó đẹp. Bây giờ thì chương trình sẽ có những phần quà dành cho hai đứa. Giống như trời sinh ra là của nhau vậy. Họ có gương mặt phu thê, có những tính tình gần như hợp nhau, có tất cả mọi điều hợp nhau hết. Thôi thì bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem những cái cảm xúc gì sẽ có ở trên sân khấu này nha. Xin mời quý vị. Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Tại hồi xưa em cũng đi làm biển hết mười mấy năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được. Con cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Làm được. Một mình em tự sanh hai đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Xin phép mời bạn nữ ra trước. Mời nhà trai. Thôi ngồi đi em trai. Mình mời bạn nữ giới thiệu trước nha nhà trai ơi. Em là Đoàn Thị Minh Huế, sinh năm 1986. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em buôn bán, bỏ xỉ lẻ tiếp theo ạ. Mời em trai. Em xin giới thiệu, em là Tô Minh Khang. Em sinh năm 83, làm việc tại tỉnh Bình Dương. Em làm về cái gì? Gọn rồi thắt tủ bàn ghế. Đóng tủ bàn ghế luôn hả? Tức là thợ mộc đó đúng không? Thợ mộc với bằng em gia công hết luôn, công ty Phú Đỉnh đó. Rồi em quê ở đâu? Quê ba mẹ bỏ từ nhỏ rồi, ở nhà ngoại nuôi. Trời thấy thương, giờ bà ngoại đang ở đâu? Ngoại chết rồi, giờ em đỡ bên vợ hết mười mấy năm. Vợ cũng lấy chồng khác rồi. Giờ em cũng đi hai năm mấy nay em ở vậy em nuôi con em. Trời thấy thương vậy. Trời em vợ em lấy nhau được mấy năm mà tự nhiên 12 năm. Mấy đứa con em? 3 đứa. Trời thấy thương. 3 đứa là một mình nuôi luôn hết hả? Bên vợ nuôi em trợ cấp mà chị ơi. Ủa vậy tính ra là bây giờ anh sống có một mình thôi hả? Em sống có một mình. Một mình luôn. Điểm mạnh của em là gì? Em biết lo việc nhà, cửa nước, nồi, cơm nước em làm được hết. Em tự lập lúc 10 tuổi rồi. Rồi có điểm yếu gì không? Em yếu bị hay bạn bè mượn tiền không trả. Nó hay gạt em hoài, cái thấy em nhiệt tình, cái mượn cái nó kêu mượn 100, em có 200, nó cho mượn 200 hết. Gì kỳ vậy? Tại em tính nhiệt tình mà, mượn như em cho nhiêu à. Vậy giờ em còn tiền không? Còn có mấy chục triệu à. Cho anh mượn được không? Cũng được mà anh ơi. Cũng được luôn ha. Mượn vài năm trả nha. Mượn luôn cũng được, có sao đâu mà. Trời ơi thấy thương không? Thôi không được. Mình giờ mình
chuẩn bị mình có một gia đình mới rồi thì mình phải nghĩ tới gia đình mình. Chỉ có 10 đồng mình cho mượn 2-3 đồng thôi. Sao thấy thương quá, nãy giờ là tính qua ôm một cái an ủi rồi đó. Thiếu may mắn quá à. Nhà gái sao nè? Ưu điểm của em là nhanh nhẹn, hoạt bát, buôn bán, thích nấu cơm ăn gia đình. Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, đi trước đám đông hay nhút nhát. Thôi cái đó thì cũng không sao. Rồi hình bây giờ mình nói về cái đường tình duyên của mình đi. Trước em có quen ông xã em, lớn hơn em 26 tuổi. Ảnh có gia đình trước rồi nhưng mà chưa có thôi dứt hẳn. Nhưng mà ảnh cũng nói là ảnh có thôi dứt khoát hẳn rồi, ảnh cũng có 2 đứa con. Thì em quen và tin tưởng, nói chung là ảnh cũng đưa đi chơi chung với cơ quan, với bạn bè, đồng nghiệp của ảnh. Thì mình cũng tin tưởng gia đình anh em rể có thứ này biết em hết. Ảnh nói là ảnh công việc nhà nước thì ảnh không có thể nào mà làm đám cưới hoặc là đăng ký kết hôn được. Để chờ khi ảnh về hưu thì muốn gì ảnh cũng chịu. Thì đến khi mà sinh sống với ảnh được 5 năm sau thì em có bé đầu. Em có bé trai đầu thì bắt đầu em phát hiện ra ảnh cờ bạc, trai gái, nói chung là đủ thứ hết. Em cũng tự lập từ nhỏ và em cũng tự muốn những gì cuộc sống của mình tự quyết định và không muốn để gia đình buồn phiền về cái chuyện hôn nhân riêng tư của mình. Em chuẩn bị sanh bé nhỏ là em thôi với ông xã em. Đến khi bé nhỏ được 1 tuổi thì em dứt khoát hẳn hồi luôn. Và cuộc sống của em tự lập từ đó đến khi bé nhỏ được 1 tuổi, gần 1 tuổi rưỡi thì em bị bệnh. Gần như là chuyển sang giai đoạn 2 ung thư thì em mới không chịu nổi được nữa. Thì em mới đưa 2 bé nhỏ gửi vô trong chùa ở ngoài quê. Thì gửi được 2 năm em phục hồi được sức khỏe ổn định lại thì bắt đầu em rước 2 bé lại. Và khi mà em bệnh đó em liên lạc cho ông xã em á, để em nhờ gửi 2 đứa con, em liên lạc không được. Bạn bè ảnh cũng biết luôn nhưng theo em nghĩ là ảnh cũng biết chứ không phải là không biết. Nhưng mà anh không chu cấp, không quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một lần thăm 2 đứa. Hôm nay cặp này bên bị lừa tình, bên bị lừa tiền. Cuộc đời sao nó cũng trớ trêu quá nhờ. Rồi quê là em là ở đâu? Quê em ở Ninh Bình ạ. Còn ai ngoài đó? Giờ em còn có mẹ ở ngoài đó. Ở đây thì còn có ai nương tựa nữa không? Dạ ở đây không, ở đây chỉ 2 em ở trên Củ Chi. Một mình em tự sanh 2 đứa, tự lo, tự mướn người, tự làm gì làm hết. Một mình từ đó tới giờ. Không có nội, không có ngoại luôn. Sao em trai? Em nghe hoàn cảnh nhà gái em thấy sao nè? Giống hoàn cảnh của em có sao đâu mà em cũng chịu cực từ nhỏ rồi mà. Nghe vậy có cho mượn vài chục triệu nuôi con không? Trời ơi. Thường em gì cũng được, nên em mặn hết tiền, đưa hết có sao đâu mà. Hồi nãy khi mà em nghe câu chuyện của anh á, tính ra thì từ nhỏ tới lớn anh đơn độc có một mình. Đúng rồi. Cái mong muốn của anh để mà có được một cái người phụ nữ ở cái thì tương lai á, nó như thế nào? Nói chung em cũng không cần quan tâm. Nếu em đi làm, nếu em về được nhà em phụ vợ, cái gì em phụ được em phụ. Nấu cơm cũng được, giặt đồ cũng được. Cái gì em cũng cứ làm hết chứ. Tức là chỉ mong có một người để mình được phụ thôi. Đúng rồi. Vậy em trai, anh hỏi thật nha, kinh tế của em đó, em làm có một mình, em đủ lo cho một người, đủ lo thêm cho 3 người nữa không? Tại em làm công ty xí nghiệp cũng lâu rồi, tại em làm phó trưởng, lương em cũng có 15 triệu. Mà tối mình cạo mướn thêm, em cạo ngành cao su, em cạo giỏi lắm, em đi em cạo cái 1000+ cây nữa. Tại xưa 2 chồng em cũng mặn 3 đứa con thiếu nợ, nên phần em cũng trả nợ, em cũng vừa dứt hết năm rồi. Một mình em trả 100+, 15-16 triệu, cái em trợ cấp cho con em hết 3 triệu mấy, 4 triệu cũng còn dương 10 triệu. Còn tiền cạo đêm 100-200 ngàn em để tiền ăn, tiền nấu xăng. Tại xưa em cũng đi làm biển hết 10+ năm rồi, biển em cũng làm giỏi, bất cứ nghề làm mướn em cũng làm được. Con cái học không bằng ai thôi. Thật ra nhà trai rất là chịu khó. Đúng rồi, cái gì cũng làm được. Và lỡ mà có rơi vào những cái hoàn cảnh ngặt nghèo thì đây cũng là một cái người đàn ông có thể tự vươn lên, tự bươn chải và có thể tự thoát ra được những cái chuyện mà nó không hay như vậy. Là em gái, thật ra nếu 2 bạn mà kết hợp nhau làm ăn á, dạ, thì anh nghĩ rằng rất là tốt. Hiện nay em ở nhà ai? Hiện nay em đang ở nhà em ở quận Bình Tân ạ. Rồi khỏe re. Dạ. Ở đây nhà của em luôn hả? Nhà của ai? Em ở trọ từ ở trọ đó giờ luôn hả?
Tại vì xưa em ở gửi 12 năm trời em lo bên mấy em vợ thì em học hành tài, em lo hết bên vợ, mặn nhiều tiền lo hết bên vợ. Em ra đi cũng bằng tay trắng, em cũng chả lấy gì trong nhà hết. Người đàn ông này nếu như có cơ hội để anh ấy cố gắng nỗ lực thì anh ấy cũng sẽ cố gắng hết sức mình luôn. Bây giờ mình cứ để hai người nói chuyện nữa ha. Em đi với ai em gái? Dạ em đi với hai con em ạ. Chào các con. Trai tên gì? Con tên là Việt Anh. Con nhiêu tuổi rồi? Con 10 tuổi. Em tên chị, em mấy tuổi? Con 6 tuổi. Con tên gì? Con tên Anh. Bữa nay hai đứa có biết là mẹ đang đi đâu không? Mẹ đang đi hẹn hò. Ê, con có muốn mẹ hẹn hò không? Muốn không? Cô Lan đi xuống với con nè. Thấy cưng quá à. Con muốn mẹ hẹn hò không? Có ạ. Rồi bây giờ nè, con nhìn cái chú này nha. Hai đứa nhìn chú này nha. Hai đứa thấy chú này như thế nào nè, đẹp trai không? Có. Con thấy chú đẹp trai không? Có. Có hả? Con nếu như mà bây giờ mà mỗi ngày chú qua chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Con thích ạ. Trả lời rất là nhanh luôn, con rất là đầy. Bây giờ để cô Lan hỏi anh hai nha. Bây giờ nếu mà mỗi ngày cái chú hai chú chở ba mẹ con đi chơi thì con thích không? Có. Rồi thí dụ như mà chú muốn mượn mẹ con 2 tiếng đồng hồ để đi chơi riêng, con chịu không? Chịu luôn ạ. Chịu luôn rồi con, nhà con giữ em hả? Dạ. Được không? Được ạ. Con thấy chú này sao? Hiền không? Hiền ạ. Con thích không? Con thích chú không? Rồi ha, vậy là hai đứa ủng hộ mẹ đúng không? Rồi, cảm ơn các con. Anh trai đi với ai em trai? Em đi cùng mình anh ơi. Tội nghiệp không? Cô đơn quá. Thôi bây giờ là hai bên cứ trò chuyện với nhau đi nha. Em trai muốn mẫu hình lý tưởng như thế nào? Chung em dễ mà anh ơi. Nếu người thương em một, thương em 10. Ví dụ em thương bạn gái, em cũng thương con bạn gái giống hệt con của em vậy, ở nhà vậy. Em mới lo tự đi tự tí. Chứ 1 tháng cho em về thăm con 1 lần được rồi. Còn nếu mà xuống thăm bạn gái, chủ nhật em có rảnh em xuống thăm. Ví dụ giờ em đang làm xí nghiệp, em làm pha trưởng. Ví dụ 1 tháng em xuống được 3 lần ngày. 2 ngày chủ nhật nghỉ với ngày lãnh lương. Được 3 ngày, 1 tháng em xuống được 3 ngày. Còn nếu ngày lễ, Tết em cứ xuống đều đều. Em giờ đang ở đâu? Em ở trong huyện Dầu Tiếng đó. Dầu Tiếng Tây Ninh đó đúng không? Dạ. Thôi mở rào. Rồi qua đi em trai. Này anh cũng có này tặng em, tự tay anh làm. Dạ rồi em cảm ơn anh. Quay qua cho mọi người thấy đi. Rất là khéo tay luôn mọi người. Em làm bao lâu xong cái đó? Tại em vừa làm giấc trưa, em nghỉ trưa em làm trong vòng 3 buổi trưa em làm xong. Tặng bạn gái, I love you. Hai trái tim lồng vào nhau nữa. Rất là dễ thương. Cố gắng kiềm chế tôi không em khóc. Em nhìn anh bằng đầu hay sao? Thì mới thì cũng thấy là lạ. Anh tên gì ạ? Anh tên Khang. Anh quê ở đâu ạ? Nói chung quê ở An Giang mà mẹ bỏ nhỏ nước ngoài, nhà anh em tới 8 anh em rồi. Dạ. Anh là thứ tư. Dạ. Ở nhà ngoại lúc 7 tuổi rồi. Tới năm 11 tuổi tự lập rồi. Dạ. Và còn mấy anh chị em thì có ở gần đây không ạ? Có anh hai ở bên Dĩ An mà cả chục năm nay cũng không có về bển nữa. Nói chung anh em nào cũng khá hết trơn mà cũng không nhờ giả hết trơn. Anh tự mằn tự lo, ví dụ bệnh hoạn gãy tay gãy chân cũng tự mằn dành dụm tiền lo, không nhờ ai. Dạ. Yeah. Húc anh cưới vợ anh cũng tự mằn kiếm mấy chục triệu cưới vợ. Yeah. Ông bà già chỉ cứ lên thôi, anh cũng cho tiền xe về. Dạ. Yeah. 3 năm nay anh cũng không có về giữ. Nói chung ông bà già cũng không có thương anh. Yeah. Nói chung thương mấy thằng con ở gần cho đắt cho đai với anh không cần thiết. Tự mằn tự lo. Đúng rồi. Đợt dịch này anh cũng trên đây bệnh hoạn nha. Cũng mới bệnh xong cách ly hết 17 ngày. Ông bà cũng có điện hỏi thăm đâu. Thì em cũng giống như anh vậy đó. Cũng tự lập, không có nội, không có ngoại thì mất hết rồi. Còn có mình mẹ. Nói chung hai anh với em chung trong hoàn cảnh, nói chung hai đứa mình có hợp nhau, bù đắp nhau dễ sống hơn. Anh có nhậu nhẹt không? Không, nói chung anh không nhậu nhẹt, hút thuốc anh không hút. Dạ, có biết cờ bạc gì không?
Không, có Tết nhất anh em rủ bánh trưng lên 2-3 ngàn, 50 ngàn. Có dụ vợ cho 500, chơi hết 500 mà nghỉ, không chơi nữa. Vợ cho nhiều chơi nhiều. Ví dụ hẹn hò, ví dụ tháng anh xuống được 3 ngày. Ví dụ ngày thứ bảy anh làm, sáng chiều thứ bảy anh xuống thăm em với hai đứa con. Dạ. Còn ngày đánh lương anh nghỉ được nguyên ngày. Dạ. Tại vì đang làm pha trưởng không có đưa được. Tại quản lý công nhân coi hàng quá, mình chỉnh máy móc cho công nhân làm. Tại hôm em chỉnh máy mà em cũng buồn, vợ em cũng cưa đứt cái ngón tay. Chỉnh máy sao mà sơ ý sao đứt cái lóng luôn á. Thí dụ như mà sau này có em có muốn thay đổi công việc cho anh về Sài Gòn anh gì không? Nói chung là vợ lo, mình thương, chấp nhận thương vợ, đi đâu cũng được. Nói chung đi biển, xuống biển anh cũng đi được, anh gần anh đi cũng được. Chỗ nào có việc làm anh làm được, anh không ngại. Sắp tới dự định cũng có thể là qua năm, giữa qua năm em có thể mở quán. Một là mở quán nhậu, hai là mở quán cà phê với cơm trưa. Nói chung xuống đây mình cũng có công ty, nói chung anh làm công ty cũng được. Về ngày nào phụ vợ được phụ, còn nếu không được chủ nhật ngủ phụ cũng bán. Em có ràng buộc gì không Khang? Không, không, em không ràng buộc anh Trân anh ơi. Em không có một ràng buộc gì hết. Chỉ có một tháng em về thăm con ngày lần. Nếu một tháng trợ cấp 3 triệu mấy 4 triệu tùy theo mà em làm nhiệm cho nhiều, em ít cho ít, vợ cũng không đòi hỏi vậy đó. Nãy giờ em gái á, thật ra em gái có đồng cảm với lại bạn trai này gì không? Dạ có. Trước mắt anh nghĩ rằng em cũng cần một người bên cạnh. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, em đến gặp một cô gái thật ra cũng rất là thông minh và bản lĩnh đó. Em có muốn kết đôi dùng cùng với người đối diện không? Em cũng muốn kết đôi, em mới lên đây em tìm chương trình giúp đỡ của em. Bây giờ em tiến tới em nắm tay cô gái đi, thử xem thế nào. Tiến tới nào. Cái tay anh trai em anh ơi. Kệ nó. Cái gì đâu nào. Trời, trước sau cũng phải nắm nào, chứ đâu gái, né em được. Gái. Đó. Từ nắm cho hai bạn đang lâu ngày tay. Nắm như vậy nè. Nắm vô. Đó. Mến không? Mến. Thôi giờ thôi anh cũng mong em cho anh một cơ hội để lo cho em cuộc sống sau này đi. Thôi cho anh một cơ hội thôi. Dạ. Em cảm ơn. Ủa cái gì vậy? Người ta chưa nói lại cái gì luôn á. Dạ quá à. Có hát tặng của em gái không? Em hát không được anh ơi, em mặn gì cũng giỏi hết trơn, nấu chè, nấu bánh gì em làm được, nấu cơm nước gì em làm được, mà ca em ca không được. Gì cũng làm hết đúng không? Giờ vợ sai hoài có buồn không? Không, giờ mình làm cho vợ mình thì vui. Tại xưa em làm bà xã em cũng mặn suốt, em tối mới cạo, sáng giờ em lo con đi học nha. Ừ, bây giờ mình đừng nhắc gì chuyện cũ nữa nha. Em bỏ hết rồi, tại vì ai hỏi em mới trả lời, còn không hỏi em muốn nhắc tới. Ừ. Mình đến với nhau mình làm cho nhau vui hạnh phúc, còn nếu mà cảm thấy mà không vui không hạnh phúc, không đủ cái tình cảm to lớn á, thì mình nên dứt khoát, mình nên nói chuyện với nhau cho rõ ràng. Em cũng thích như vậy, và em chỉ cần một người á, là thương con của em giống như con của người đó. Tại vì từ nhỏ tới lớn chúng thiếu thốn tình cảm bên nhà nội, bên ba rất là nhiều, tại ba nó không có thời gian cho tụi nó. Từ nhỏ tới lớn nó đều ở với em hết. Chỉ có khi em bệnh ngã xuống thì em mới gửi cháu được vô chùa 2 năm. Bây giờ quan trọng hai người kiểm tra một lần nữa. Đủ yêu thương, chúng ta bấm nút. 1 2 3 Nắm tay chặt vô nào, nắm thật chặt vô. Nào hãy ôm một cái ôm thật chặt nào. Ôm thật chặt nhau nào. Chặt nữa nào. Em muốn mời hai bạn nhỏ lên đây. Hả? Hai đứa con lên đây. Hai con lên đây. Nói chung con em cũng hứa với chương trình. Rồi bây giờ là đó. Trời ơi. Nói chung hứa chương trình là thương vợ thương em á, cũng thương con em mới mốt con em có xuống nhà chơi cũng coi như con của em vậy thôi. Em nói chung con nào cũng là con đó. Thấy chưa, nó ôm chặt nó chưa. Em nói với bạn em gì đi, nói với bạn gái gì đi, hứa gì đi. Thôi, anh sẽ hứa lo cho mẹ kem nửa cuộc đời còn lại. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Đứng nó đi con nào. Em gái em thấy sao? Dạ, nói chung là em
thấy rất là vui. Một người cũng lần đầu gặp. Và em chỉ cần là thứ nhất là không cờ bạc, thứ hai là yêu thương con em, thứ ba nữa là chịu khó. Còn tiền bạc thì nó là phù du lắm. Mình tạo ra nó được thì tiền hôm nay nó có thể trong túi mình, ngày mai nó thấy có thể trong túi người khác. Nhưng mà mỗi một ngày mình sống mình cảm thấy điều đó là hạnh phúc, gia đình là hạnh phúc, nhiêu đó là đủ rồi. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Chương trình gửi tặng đến anh chị phần quà. Chúc mừng hai em. Dạ. Một lần nữa thì chúc hai em tất cả mọi điều may mắn nhất. Đó, đưa mẹ chú đi đi con. Đi đường này, đi đường này. Nãy khi mà nghe hoàn cảnh của hai anh chị là đã không có kìm lòng được. Sao dạo này dễ khóc quá. Đồng cảm đó ha. Người đã mất đi hạnh phúc, họ sẽ đón nhận hạnh phúc nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta đã đến với cặp đôi đầu tiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo để xem họ có đồng ý nhấn nút hẹn hò hay không. Hạt bác mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm, em không trời chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha. Cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống muối nha. Em thích bạn nam có bụng mỡ một chút vậy. Thích một muối. Là có nhưng mà ít ạ. À. Ít hả? Thôi ít ít xài tạm tạm được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi vỏ béo anh để anh có bụng mỡ anh. Đó. Bạn nam bụng mỡ cái xong lâu lâu em banh áo rồi em chui vô cái bụng mỡ đó. Cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi đã hả? Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lần đầu tiên cho phép em xin được gửi trả lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn tham gia chương trình và tất cả quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phan Quý, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh mắt kính tại cửa hàng ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Rồi, bây giờ tới nhà gái. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào quý khán giả đang có mặt ở truyền hình cũng như quý khán giả đang xem đài chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Đào Thị Cẩm Giang, 28 tuổi, hiện đang là nha sĩ, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi làm nha sĩ đó nha. Hai bạn này hợp nhau nhỉ? Bên kia là... Bác sĩ về răng. Về răng. Dạ đúng rồi ạ. Vậy mai đi khám răng mắt Lan ơi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nói về điểm yếu và điểm mạnh của nhau đi, nhà gái dạ nói rồi. Trước đi em. Dạ em thường có ưu điểm là thường à. Em vui vẻ rất là những lúc mà em thường hay làm trà mèo cho mọi người á. Thỉnh thoảng giống như là mọi người mà có gì buồn hay là bị áp là công việc hay là stress như thế nào á, thì em có thể là em quay một clip nhỏ, cái xong em bật nhạc lên, cái em kiếm cây chổ hay cây lau nhà gì đó, cái xong em đứng đàn, cái xong em nhảy, cái em gửi clip cho mọi người. Tức là mình tự làm luôn. Dạ đúng rồi, là em tự làm luôn. Còn nhược điểm của em là em rất là dễ giận, kiểu như tính em rất là nóng. Em cọc tính là em không làm được gì người ta hết. Là em sẽ đi, em lầm bầm, em la, em kiếm một chỗ vắng, em la á to thiệt là to vậy á. Là em xấu ăn khi mà em đói, em rất là xấu tính. Là khi mà em ngủ á, em ngủ rất là say. Mọi người có thể rinh em đi mà em không biết luôn. Trời ơi, cái đó nguy hiểm lắm đó. Dạ. Nói chung là những cái điểm yếu này nó cũng rất là vui, rất là dễ thương. Rồi, nhà trai. Dạ, điểm mạnh của em là em biết quan tâm và chăm lo cho sức khỏe mọi người, đặc biệt là người thân và con nít. Mình thích được hỗ trợ những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Em thích tham gia những cái chương trình từ nguyện hoặc những chương trình thiện nguyện. Để từ đó thì mình hiểu ra được những cái hoàn cảnh khó khăn. Và từ đó thì mình sẽ cố gắng trong công việc để mình hỗ trợ cho mọi người được nhiều hơn. Và cái nhược điểm của em thì là em ít nói. Bên kia nói cũng hơi nhiều một chút được rồi. Dạ. Hai bên hợp lý nhau. Bù trừ cho nhau. Dạ. Bây giờ thì mình nói chút xíu đường tình duyên đi em trai. Dạ em thì là em trải qua hai mối tình rồi ạ. Mối tình đầu tiên là em quen cách đây được 6 năm. Em quen bạn đó được 4 năm. Cái thời gian đó là em đang sống, làm việc và học ở bên Đài Loan 5 năm. Thì sau một thời gian đó thì em quyết định là em về Việt Nam. Còn bạn đó thì bạn định cư ở bên đó. Thế nên là bạn không đi đến được với nhau. Mối tình thứ hai là em mới về Vĩnh Cửu Đồng Nai em làm thì em có quen một người bạn. Em tìm hiểu người bạn đó. Nhưng mà sau một thời gian tìm hiểu khoảng 3-4 tháng thì em thấy không hợp. Thế nên là em mới dừng lại. Tháng thôi. Dạ. Đó là tình ở bên đây đó, còn bên kia thì sao? Bên đây thì sao cưng? Hồi trước xưa thì em có quen một mối tình. Nhưng mà do là tụi em yêu xa nhau. Sau vì khoảng cách địa lý cho nên tụi em dừng lại. Tại vì anh có ý định lập nghiệp ở bên nước ngoài. Vậy là không cùng quan điểm rồi. Dạ đúng rồi.
chỉ có mối là một mối đó. Dạ đúng rồi. Rồi bên đây có một mối một hả ông ơi? Đó là nhược điểm của em, cũng là giống như em bị lụy tình á, tức là em sống trong một mối quan hệ là em sống trọn vẹn cho cái mối quan hệ đó, cho cái chuyện tình cảm đó hả? Thật ra bên đây hai mối cũng như một mối, mối kia có mấy mấy tháng tìm hiểu mà. Bây giờ bỏ qua những chuyện cũ đi. Bây giờ chúng ta hãy hướng về tương lai. Bây giờ trong tương lai em muốn có một người yêu như thế nào? Dạ do là em thích nấu ăn. Cho nên là với lại là những dịp lễ Tết thì em ít khi đi chơi lắm ạ. Em thích ở nhà. Cho nên là em mong là bạn đó có thể cùng giống như là chia sẻ cho em những cái khoảnh khắc. Giống như là ở nhà thì có thể hai người có thể cùng nhau nấu ăn, hoặc là bật lên một bài nhạc, chill cùng một ly rượu. Uống rượu được hả? Dạ không ạ, em thích ý là chill chill thôi, cầm chill chill chụp hình đó đúng không? Dạ đúng, chill chill chụp hình. Rồi bây giờ có cái điều gì mà mình không thích ở bạn trai nè? Em không thích bạn trai là bạn nam đừng có hút thuốc ạ. Tại vì em không có chịu được mùi thuốc, với lại vấn đề là em ưu tiên cho sức khỏe nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi hả? Không, quan thứ nhất mình là hỏi nhiều hơn đi em. Dạ nhiều chứ, từ từ chứ. Là bạn nam đó ở bề ngoài bạn đó đừng có kiểu giống như hoạt bát vui vẻ với mọi người, mà phải lạnh lùng, tại vì hoạt bát mà vui vẻ với mọi người nhiều quá nên gái theo nhiều lắm, em không chịu. Trời ơi trời. Tôi cũng khổ lắm nha. Cái ca này tôi khổ lắm. Em không thích bạn nam sống muối nha, em thích bạn nam có bụng mỡ một chút ạ. Thích một muối. Một muối hả? Dạ đúng rồi. Ở đây có hai người, chỉ có một người một muối thôi. Một người bên kia nhiều muối. Chào em. Dạ em chào chị. Điều đầu tiên chị sẽ hỏi em là em bao nhiêu muối? Bốn muối ạ. Đang ngồi tính. Bốn muối. Tính rồi. Dạ. Một. Bốn muối gì chắc bụng đâu có mỡ đâu ha. Dạ có nhưng mà ít ạ. Ít hả? Thôi dạ. ít xài tạm tạm được em ơi. Dạ không sao đâu anh, em về em có thể nuôi bộ béo anh để anh có bụng mỡ anh. Đó. Nhiều cô gái thích bụng mỡ, bụng mà bự ôm cho nó đã đúng không? Em lâu lâu em thích là cái kiểu là bạn nam bụng mỡ, cái xong lâu lâu em banh áo ra em chui vô cái bụng mỡ đó, cảm thấy nó ấm ấm làm sao. Trời ơi đã ha. Hay quá. Mấy chàng trai mà bụng một muối thì chúng ta hãy vui đi. Vì cuộc đời đâu phải lúc nào người ta cũng thích sáu muối đâu. Đúng rồi. Bây dạ, giờ là mình mong muốn có người bạn gái như thế nào? Dạ em mong muốn có một người bạn gái có cái lối sống đơn giản cùng với em để tham gia những cái hoạt động từ thiện được nhiều hơn nữa. Bạn này là chị thấy bạn này cũng rất là đơn giản, không có thích chơi bời gì nhiều, ngoài cũng không bạn bè gì nhiều đâu. Dạ cái này thì anh yên tâm thôi, tại vì em cũng có tham gia một cái nhóm từ thiện của chùa á, cho nên em cũng thỉnh thoảng có hay đi từ thiện ạ. Cười nên cười là anh yên cười. Tâm là em sẽ đồng hành cùng anh à. Chào em gái. Chào chú Yên Linh ạ. Chừng nào con có thể cho đàn trai bước tới? Dạ thì khi nào anh tỏ tình với em thì em cho anh bước tới. Ngon lành. Ngon lành, câu này hay nè. Thì anh tỏ tình anh cầu hôn thì mới cho anh bước tới được. Đó. Vậy thì á, chúng ta sẽ cố gắng là cầu hôn càng sớm càng tốt, nếu như hợp lý ha. Dạ. Ok, vậy là được rồi. Bây giờ á, là mình hỏi coi nhà gái đi với ai nè. Dạ hôm nay con đi cùng với lại bạn thân của con và bé em của con ạ. Con là Mai Trinh, bạn thân của Cẩm Giang. Đến đây thì con cũng hỗ trợ tinh thần cho bạn để tìm được một nửa của mình như ý. Con thấy nãy giờ tinh thần phấn chấn không? Dạ thấy bạn nam thì cũng vui vẻ, hoạt bát, công việc ổn định. Nói chung là có nhiều điểm tương đồng đối với Giang á, nên là Giang suy nghĩ và quyết định đúng. Hai bạn này hợp không? Con nghĩ là hợp. Nếu Giang cảm thấy ok thì cho cơ hội tiến tới để tìm hiểu. Rồi, được rồi. Bạn nam đi với ai cưng? Là em đi một mình. À rồi, không sao, có chú Quyền Linh. Ê, tôi lo cho, tôi là mai là mối luôn cho. Bây giờ mở rào là tấn công liền nha. Mở rào. Một cô nha sĩ rất là dễ thương. Ủa, mình mở rào rồi mình nhìn qua, mình nhìn nhau. Chào đi anh. Chào anh ạ. Em có món quà nhỏ gửi tới anh. Hy vọng là trong công việc anh có áp lực đến cách mấy thì anh cũng nghĩ là em anh còn chịu được để huống chi mấy cái công việc đó. Ok, dạ rồi, để anh cảm ơn. Đến với chương trình hôm nay thì mình có cái món quà là hai cuốn sách. Cuốn sách thứ nhất là có nội dung Đàn ông sao Hỏa và Đàn bà sao Kim. Yeah. Thì cuốn này thì mình đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Yeah. Thì nhân tiện qua chương trình thì mình xin được tặng bạn, để bạn có lúc nào đó rảnh thì bạn có thể bạn đọc cuốn sách này. Yeah. Cuốn sách thứ hai là cuốn sách Quảng gánh lo đi và vui sống. Thì mình cũng đọc nhiều rồi thì. Dạ cảm ơn anh ha. Ừ. Năm mới cũng chúc anh thật nhiều sức khỏe. Mừng tuổi cho anh ạ. Ok, năm mới mình cũng chúc mừng sức khỏe bạn. Dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh là em cũng rất thích là đọc sách.
Lúc nào mà bạn cần đọc sách thì cứ liên hệ với mình ha. Dạ rồi. Cái tủ sách của mình thì bạn đọc chắc khoảng 2 năm. Em cũng có rất nhiều sách nên hy vọng là em với anh có thể trao đổi sách được với nhau. Vậy đỡ tốn tiền mua ha. Dạ rồi. Trời ơi. Rồi hai bạn về chỗ đi. Em có nhiều tật xấu lắm, anh có nhắm chịu nổi được tật xấu của em không? Em xấu ăn, xấu đói, xấu khi cả khi ngủ nữa. Cái đấy không sao đâu. Nhưng mà những khi em mà nóng tính là em hay quạo lắm á anh. Em hay nói nhiều, em hay la làng la xóm, anh có chịu nổi không? Cái đấy mình lắng nghe được á, không có sao. Em thích con trai bụng bự á, anh có nhắm anh bụng bự để mà cho em ôm được không? Bây giờ đứng lên khoe cái bụng để coi coi người ta có mê cái bụng của mình hay không. Dạ. Thử coi, nàng có thể qua, nàng đứng đằng sau, nàng vòng tay lên đằng trước, nàng thử coi là cái bụng này nó có vừa ý nàng chưa, để người ta biết người ta tăng hay người ta giảm. Qua đây chú đổi cái bụng cho đi nè. Lên đây, lên đây con. Ủa đi lên đây cưng. Coi như là em đang siêu âm cho anh vậy nha. À, mà cái này là đi. Em siêu âm mỡ nha. Cái này ngon không? Em cần anh phải tăng lên chút xíu nữa. Thôi vậy chưa bự. Chút chú mẫu bụng cho bé coi. Bé này lạ quá. Mình tiếp tục câu chuyện đi nào. Quan điểm về tình yêu hôn nhân của mỗi bên như thế nào? Quan điểm của em là em cần một người biết chia sẻ cho em. Tại vì đôi lúc là áp lực công việc á, cho nên là em chỉ muốn là nói ra hết được những cái áp lực trong lòng của em thôi. Thứ nhất, thứ hai là em muốn là trong chuyện tình cảm á, em hay nhõng nhẽo, kiểu giống như em là một người con giống như đứa con nít á. Bình thường em rất là độc lập, nhưng mà khi mà em quen rồi á, em muốn nhõng nhẽo á. Cái em cần là cần có sự bao dung đối với em, tại vì và bản thân mỗi người phải hạ cái tôi. Cái đấy thì mình nghĩ mình sẽ làm được ha. Còn anh, quan điểm hôn nhân của anh như thế nào? Quan điểm hôn nhân của mình thì là mình muốn tìm một người bạn nữ có cái cuộc sống nó đơn giản, cái suy nghĩ cũng đơn giản. Bạn nữ đây nếu mà có khó khăn trong công việc ha, cuộc sống đấy, thì mình luôn luôn là người lắng nghe và chia sẻ giúp bạn ấy, để bạn ấy cảm thấy mà cuộc sống nó nhiều cái điều mà đáng trân trọng hơn. Dạ, em là thỉnh thoảng là kiểu như là vui vẻ thì em nói rất nhiều, nhưng mà khi em buồn lên á, em hay quạo, em ít nói lắm. Nhưng mà em đi cắn người, cho nên là anh có chịu nổi được cái tật cắn người của em không à? Cái đấy mình chịu được đó. Cái gì mà... được không? Dạ, em được cắn là em cắn đau lắm á, anh có nhớ chịu nổi không á? Sẵn cái da heo để ở nhà, mỗi lần anh giận lên thì đưa ra. Cũng mệt rồi đó. Nghe thấy đau. Ngày giận mấy lần chắc tan nát lời trai quá. Thôi bây giờ đâu thử em kiểm tra mắt bạn nữ coi. Thể hiện tài năng. Đúng rồi. Hiện tại bạn có thể bạn che một bên mắt được không? Bạn che mắt bên trái trước. Dạ rồi em tin. À, bạn có nhìn những dòng chữ này được không? Dạ có. Rồi bạn nhìn được chữ này không? Dạ có. Rồi bạn che mắt bên phải đổi lại. Rồi bạn nhìn được những dòng chữ này không? Dạ không. Dòng chữ này bạn nhìn được không? Dạ có. Khi mà dòng chữ bên này thì bạn nhìn được không? Ủa gì vậy? Cái gì vậy mọi người? Ủa gì vậy? Kiểm tra mắt lan. Bác sĩ mắt, kiểm tra mắt lan thử coi. Ủa cái gì mà vô tay dữ vậy mà? Ủa tôi bỏ sót điều gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Thấy mắt tới gần nó mới thấy mắt lan là thuộc con mắt gì vậy, bác sĩ? Mắt bị cận ạ. Cận quá đúng không? Dạ cận. Mấy quá độ đâu kiểm tra. Bây giờ nào bác sĩ đứng lên kiểm tra mắt lan thử coi chữa thế nào. Trời thì đeo mắt kính chứ gì đâu mà chữa. Kiểm tra thử coi. Phải đeo mắt kính. Hả? Phải đeo mắt kính. À, dạ. Dạ. Bây giờ nè, dạ. Tới nắm tay nha sĩ ha. Chia sẻ những cái cảm xúc của mình nãy giờ đối với nha sĩ. Ủa anh không nắm tay em hả? Đây, đây đây. Hai tay đi. Thật tay được hả? Tay em lạnh lắm á. Ừ, ok. Cho anh 5 giây anh cảm nhận á. Hơi run. Hôm nay gặp anh thì em thấy như thế nào? Bề ngoài anh lạnh lùng rất thích, nhưng mà quan trọng vẫn là cái sự bao dung chia sẻ của cả hai và sự đồng hành trên con đường. Cái đó thì anh nghĩ là thời gian tới thì mình sẽ cố gắng mình hiểu nhau hơn trong cuộc sống ha. Anh có ngại đi xa không? Không. Tại từ Vĩnh Cửu mà lên Sài Gòn là đi xa lắm á. Trước anh còn đi Thiên Nguyện tới Quảng Nam được lắm. Mình cũng thích đi như vậy, thế nên là mình không có ngại đường xa hết trơn ạ. Nhưng mà anh đi bằng xe máy hả? Ừ, có, mình đi bằng xe máy cũng có. Vậy anh đi xe máy anh có cần người ngồi sau ngồi ôm không? Có chứ, đang bay cho nó chắc chắn. Ủa em nói gì? Hả? Bữa sau nuôi cái bụng bự thì em sẽ ngồi sau ôm á. Cái này là có cái thun đó chứ không là bự hơn á. Có cái thun cuốn ngang gì đó. Rồi tới công chuyện luôn. Ủa em đang nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ cái câu để em nói hả? Dạ. Cái câu gì mới viết trong giấy cũng được đó. Anh quay đằng sau kìa. Bác sĩ có thấy chữ này không? Mà anh thích em. Anh nói gì em nghe không có rõ. Anh có thể nói to hơn không? Anh thích em.
anh thích em. Anh yêu rồi. Rồi, được rồi. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định bằng chính nút bấm. Khi chúng ta bấm nó là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó, có trách nhiệm với quyết định của mình nha các bạn. Không phải mình bấm để rồi chơi vui. Chúng ta nãy giờ có thể giỡn với nhau, đùa với nhau chút xíu, nhưng đã đến lúc chúng ta phải lắng lòng mình lại, kiểm tra xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta nhường nút bấm đó cho nhiều người khác. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim nha. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Dạ, chúc mừng em. Bây giờ chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau rồi. Giờ khám tay đi. Chứ có kinh nghiệm. Đang tay nha. Đó, đúng rồi, okay. Đó. Năm mới, tất cả mọi điều đều mới. Dạ. Sẽ có tình yêu mới. Và hy vọng rằng chúng ta sẽ chăm sóc tình yêu này cho đâm hoa, nở nhụy nha. Dạ. Rồi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một lần nữa chúc các bạn hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn chị. Rồi. Một ngày đầu năm với một cái sự mở hàng rất là suôn sẻ, thì hy vọng rằng nguyên một năm ông sẽ Mai xuôn. Ông Mai bà mới sẽ suôn. Chúc quý vị mọi điều tốt đẹp nhất quý vị nhé. Dạ nhà anh đây. Udo à. Udo à. Thấy sao ơi vị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì hôm nay em cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó? Chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tính tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy chắc à. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi anh trai. Xin được mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên em xin được gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và tất cả khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Vũ Văn Vị. Cái này em trước đây em cũng hỏi ba mẹ. Thì ba mẹ chỉ có chia sẻ là ngày xưa thì ba mẹ cũng làm ăn cũng gặp khó khăn nhiều. Thì lúc đó em sinh ra đời thì ông nội mới đặt tên là Vị. Thì để mong muốn để làm ăn suôn sẻ hơn, có được địa vị hơn và vị hơn trên trong xã. Địa vị à, địa vị hơn á. Dạ. Em sinh năm mấy? Em sinh năm 90. Ủa Vị, Vị làm công việc gì Vị? Dạ, em hiện tại em đang làm quản lý cho một công ty ở bên lập trình phần mềm à. Phần mềm đó hả? Dạ. Làm ở đâu, quận mấy? Dạ, em làm ở công ty em ở bên thành phố Thủ Đức. Mời nhà gái. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, năm nay 25 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán thì ở Vĩnh Long. Em làm gì thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, con đang làm nghề neo với My á. Bữa nào chú qua chú nói My nha con. Dạ ok luôn. Rồi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi Vị. Dạ, ưu điểm của em đó là em không hút thuốc, không nhậu nhẹt. Thì thực ra thì em cũng uống được bia rượu nhưng mà em rất hạn chế, có khả năng kiểm soát được cảm xúc. Tốt. Dạ. Điểm yếu của em đó là trầm tính mà hơi ít nói. Với lại em không có năng khiếu về bên nghệ thuật như là ca hát nhảy múa. Mời nhà gái. Ưu điểm của con là vui vẻ, hay cũng hay cười. Tuy cười xấu mà vẫn hay cười. Còn thích... Ai nói em cười xấu nói chị nghe. Tại cái hàm răng em nó xấu. Không, chị là ai mà nói em cười xấu là nói chị dẫn chị tới mà mốt chị sẽ chỉnh người ta lại liền. Còn khuyết điểm của con là hay à, hung dữ, rất cọc nữa. Hay hung dữ cái mặt gái nó hung dữ liền á. Cọc nữa hả? Dạ. Trời đất ơi. Với hay quát. Con nóng là con quýnh ai chưa? Dạ con chưa có quýnh mà con hay quát trước không. Con quát làm sao? Con quát thử nghe tiếng thử coi. Anh im đi. Anh im đi. Ác ghê không? Nhìn ác không? Đâu có lớn gì lắm đâu. Thấy đáng yêu muốn chết luôn vậy đó. Được tình duyên của nhà trai thế nào? Thì em có một mối tình cách đây hơn 3 năm rồi. Lúc mối tình đó thì em quen trong vòng 8 tháng. Cái lý do chia tay đó là do cái thời điểm đó, lúc đó là em cũng muốn giới thiệu với gia đình hai bên. Nhưng mà bạn ấy thì bạn ấy không mong muốn. Bạn tìm cách giống như không muốn giới thiệu ấy. Thì em mới thấy được không ổn nên em mới chủ động chia tay. Lâu chưa? Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm rồi. Mời nhà gái. Con cũng có một mối tình. Nhưng mà mối tình là chỉ kéo dài được có năm thôi. Là do khoảng cách địa lý nên là hai đứa con chia tay với nhau. Là cũng 5 năm rồi. Khoảng cách địa lý xa không?
Lúc trước con có đi học tiếng Nhật á, thì con có quen ảnh. Sau đó con đi Nhật thì kéo dài được có một năm thôi là bắt đầu chia tay. Rồi, muốn mối tình mới sao? Chung thủy nè, biết quan tâm người khác, quan tâm cảm xúc, vui vẻ, hòa đồng. Con nghĩ là như thế là chắc cũng được. Cô qua cô coi coi bên đây có vui vẻ được gì không? Vui, thì... vui. Chào em. Em thì em hơi vui rồi đó, em vui. Nhưng mà tiếng em hơi trầm thôi. Vui mà tính hơi trầm là sao, chưa hiểu khúc này nha. Trầm nhưng mà trầm vui. Trầm vui là trầm à, vui sao? Nhìn cái mặt trầm trầm. Mày cái bụng là vui dữ lắm á hả? À. Thì thật ra đó là do cái môi trường làm việc của em thôi. Thì nên tiếng của em nó cũng trầm để em quản lý mà. Khi mà đi lên đây là mình có chuẩn bị cái vấn đề là mình có cái sự quan tâm tới người khác không? À, có, em có quà để cho thể hiện luôn hả? Dạ, dạ. Đi đắt nha em nha. Qua nhà gái thăm nhà gái xưa. Trời ơi, gái đi Nhật về đây đó hả? Trời ơi, nhỏ nhắn dễ thương ha. Con không thích điều gì ở đàn ông? Ghét nhất là thuốc. Vậy em không hút thuốc? Không hút thuốc. Rồi. Ghét lăng nhăng. Lăng nhăng này không có rồi đó. Có lăng nhăng không? Dễ gì dám nói ở trên này. Còn không ghét gì nữa không? Với lại vô duyên. Không, bên đây có duyên nha. Bên đây có duyên lắm, dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Chắc con thấy hết rồi đó. Cô gái rất là lanh lợi. Dạ. Cô gái đi nước ngoài về thành ra cũng phóng khoáng. Có suy nghĩ gì điều đó không? Thật ra thì nói chuyện kiểu cởi mở thì nó sẽ dễ hiểu nhau hơn. Ừ. Thì cái đó thì em thấy cũng bình thường. Nếu mà đó là công việc thì nó là bình thường. Em không thích điều gì ở phụ nữ? À, em không thích người phụ nữ mà nói chuyện cộc lốc, không có đầu đuôi. Ừ. Cô kia không có cộc lốc, cô kia nói chuyện rất là thông minh đó nha. Dạ. Hôm nay em đi với ai? Ba em và em trai của em. À, rồi, xin chào nhà trai. Xin chào hai MC và cùng các quý vị khách có mặt trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là bố của Vũ Văn Vị. Dâu tương lai của mình á, nhà gái coi thấy sao? Tôi đánh giá thì cái điểm này là điểm cao rồi. Thế thì coi như là cũng gia đình cũng mong muốn là các con cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Dạ, dạ con cảm ơn bác. Cảm ơn bác. An tâm ha, vui ha. Dạ. Được nhận xét, được đánh giá rất là cao. Rồi bây giờ chúng ta nghe ý kiến của bên nhà gái nè, em đi với ai? Dạ, em đi với thằng em của em. Chào chú Huyền Linh, chào chị Cục Lan, chào chú. Dạ, con là em trai của chị Duyên. Anh bên này sáng, đẹp trai, công việc ổn định. Em chỉ đóng góp cho chị một phần nào đó thôi. Còn phần còn lại là do chị quyết định. Mời em nha. Chị con có khó không? Dạ không, chị con phóng khoáng lắm. Cọc một tí. Cọc không hả? Dạ, thêm tính cách mạnh mẽ. Rồi bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Chuyện còn lại là của Vị, của Duyên đó nha. Có món quà muốn tặng cho em á? Dạ, em cảm ơn anh nhé. Ok. Thì mong muốn của anh là nếu mà chúng ta có cơ hội để được đến với nhau á, dạ, thì anh mong muốn mình sẽ là duy nhất của nhau. Dạ. Anh có muốn đây cũng như lì xì Tết của bên chương trình tặng cho em. Dạ, em cũng có món quà. Ok, cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Dạ. Nà. Có muốn đứng gần nhau để nhìn nhau thêm một tí hay không? Chắc có đó, em chắc có rồi đó. Rồi lại. Nhìn em á, thì anh thấy em xinh hơn anh tưởng tượng á. Em thì nhìn anh thì em thấy cao là ok rồi đó. Em có thích đi du lịch không? Dạ có chứ. Vậy sau chương trình này có gì mình đi du lịch với nhau đi. Dạ. Đâu giờ Duyên thử, Duyên nói cọc lên. Anh đi về nhà anh đi. Về nhà anh đi. Giờ hết ga thử coi. Về nhà anh đi. Ua đô à. Ua đô à. Thấy sao vậy Vị? Dễ thương quá. Trời ơi, thấy chưa? Thấy chưa, nó la dễ thương mà. Em có muốn gì mới hỏi anh không? Em là anh thấy em như thế nào? Thì hôm nay anh cũng nói rồi đó. Thì khi mà anh nhìn em thì anh đã thấy em xinh hơn cái tưởng tượng của anh rồi. Ngoài cái xinh ra thì anh thấy cách nói chuyện của em như thế nào? Em cũng tự tin, dễ thương nè. Tuy kêu là khó tính ấy, nhưng mà em thấy là cái nói chuyện, cái biểu cảm khuôn mặt ấy rất là dễ thương. Dạ. Hồi trong tuần thì anh rảnh chạy qua thôi. Dạ. Em ở đây thì chỉ có mỗi em với em trai đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thì bình thường thì em khi nào em có về quê thăm ba mẹ?
Dạ, hiện tại là bây giờ là em đang ở dưới quê. Cái học viện của em á thì giờ đang nghỉ dịch. Quê là ở đâu? Dạ, quê ở Vĩnh Long là nó xa hỏi lắm đi đâu? Nếu chi tiết hơn thì chắc khi nào có gì em giới thiệu anh về đó, dẫn anh về đó luôn. Dạ. Bao giờ anh mới về đó? Thì em mời đi thì anh về thôi. Vậy em mời liền nhé. Không có xa đâu, khoảng 140-150 cây thôi. 135 cây. Trời, chính xác luôn. Tại vì em hay đi xe máy về quê á. Anh đi xe máy về luôn á? Dạ. Kỳ này anh chở. Cái gì anh chở có được tài xế là em ok rồi, chứ tay lái em tay lên lụa lắm. Mình khi mà yêu nhau thì mình nên chia sẻ với nhau về những cái công việc hàng ngày, rồi có những cái khó khăn gì mình nên chia sẻ với nhau. Rồi hay là có những cái bí mật thì nếu em muốn chia sẻ thì cũng được. Rất là anh sẵn sàng nghe. Có thể đưa ra những cái ý kiến để góp ý cho em. Em thì cũng rất thích là đối phương chia sẻ với em nữa. Những việc khó khăn hay là những việc vui vẻ gì cũng muốn chia sẻ với em. Anh có sợ là người vợ hay là một người bạn gái mà dở không? Dở ẹt luôn á. Dở ẹt là sao? Là như là không, như là em nấu ăn cũng vụng về nè, việc nhà cũng vụng về nè, không có được đảm đang. Không sao, em nấu ăn thì anh biết, nhưng mà anh nấu không ngon thôi, ăn được. Em sợ là ăn nhiều cái cũng không được lắm nha. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa đó. Có nấu cơm mà quên bật nút nữa. Không, cái đó thì không lo đâu, anh bật cho. Trời ơi trời, tới công chuyện thiệt. Ở nào cũng chịu hết trơn á. Lấy vợ về ở đâu? Em có tính chưa? Em thì muốn ra ở riêng. Vậy em sẽ ra ở riêng luôn, chứ không cần vợ phải về ở làm dâu. Còn dạ. Em có muốn làm dâu không? Dạ không. Thật ra nhà anh dễ lắm. Ba mẹ không bắt phải làm dâu. Anh hiện tại thì anh vẫn đang ở với ba mẹ, tại vì có mình anh thôi. Còn dạ, em trai anh thì ở riêng từ lâu rồi. Có một cái là có một cái tin buồn về gia đình con hơn. Tại vì là hồi tháng 9 này là ba em đột quỵ vừa mất. Nhà có ba người nhưng mà ba em vừa mất thì còn có mỗi em với em trai em thôi. Ok, anh xin. Lúc mà ba em buổi sáng là vẫn còn nói cười cười vui vẻ lắm. Rồi leo lên nóc nhà mà thấy nhà nó có rác á, leo nóc nhà rửa rác nữa. Giờ chiều 1:30 chiều là mới bắt đầu là đột quỵ. 15 phút là đã mất. Ok. Cấp cứu kịp. Bây giờ là hai chị em ở, ai là ở nhà chính với mẹ, tức là em trai đúng không? Dạ không, con, tại vì con nghỉ học nên là con đi về dưới. Rồi vậy nữa con lên đây rồi sao? Như đây thì có mỗi mình mẹ con ở dưới. Nghiệp con đưa mẹ con lên ở chung với con không? Dạ, con cũng đang tính chuyện đó nhưng mà con sợ là em con này nó sẽ giành với con gì đó. À, vậy khỏe rồi. Nếu ta lập nghiệp trên đây tốt, ở đâu mà lập nghiệp tốt là chúng ta cứ ở thôi. Em tiến tới nắm tay cô gái đã. Nói hết những cái suy nghĩ của mình về cô gái đối diện. Thì hôm nay anh cũng nghe em cảm xúc hôm nay thế nào đó, chia sẻ về gia đình của em á. Dạ. Thì nếu mà tiến tới thì em cũng có ba nữa mà. Dạ. Ba anh kia. Dạ. Chắc là lúc đó là chắc em coi ba anh như là ba của em vậy, chắc là em cảm thấy vui. Ok, anh mong hai đứa lấy nhau, anh thích để ăn trai ăn gái. Anh thì anh thích con trai trước, con gái trước. Đấy, nhưng chứ mà con trai gái thì anh cũng đều thương nhau hết à. Em cũng thích con nào cũng là con, mà con gái trước thì được hơn. Con hát đi con. Con hát đoạn nhá, em tặng anh nha. Ok, tặng anh đi. Có xíu mà nghe, không có thuộc hết luôn á. Cũng được nha. Xin trả lại những kỷ niệm buồn vui. Ngày xanh đã theo thời gian qua mất rồi. Ngồi viết tâm sự nhớ ngược về quá khứ, chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín, chót thương ta ao tim, những đêm sương lạnh nghe trái sầu gấp vào tim. Tập mãi mới được một bài. Sau 3 tiếng đến, nếu mình quyết định đây là một người có thể mình tiến xa hơn, chúng ta đừng ngần ngại bấm ngay cái nút đó. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm, để nút đó cho người khác. 1 2 3. Hết thời gian.
chúc mừng nha. Rồi đó, đẹp đôi. Bây giờ thôi, coi như là mẹ của cô bé đang theo dõi chương trình. Yeah. Em hãy nhìn bác em nói thưa bác gì đó. À, con xin chào bác. Con xin gửi lời chào đến bác để con xin bác phép bác để làm quen em Duyên và mong muốn sẽ che chở cho em đến sau này. Con chương trình này con cũng muốn nhắn đến mẹ và ba. Lúc mà ba còn chưa mất thì ba cũng muốn con nhìn thấy con là được một tấm chồng như ý, nhưng mà ba chưa nhìn thấy được, nhưng mà ba bỏ con với mẹ với em đi rồi. Nên là bây giờ con cố gắng để cho ba nhìn thấy điều đó từ anh. Mẹ ơi, mẹ khỏe nha mẹ, cố lên nha mẹ. Nói gì với ba của Vị đi. Dạ, dạ con chào bác. Con cũng không biết nói gì hơn, con chỉ chúc bác là sức khỏe dồi dào. Được rồi đó, thôi ráng chăm sóc mối tình này để cho nó đủ lớn, đủ thăng hoa. Rồi có gì thông báo chương trình đến vui nha. Dạ. Các bạn sẽ nhận được. Như vậy chúng ta đã thấy một cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Hôm nay là ngày may mắn đó. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai.